Sáng nay ngày 28 tháng 12 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch tỉnh ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Lý Anh Sang, Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 738 QĐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, giữ chức Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Hải Long tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch. Phát biểu giao nhiệm vụ đối với Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tin tưởng với kinh nghiệm đúc kết từ cơ sở cộng với sự tận tâm trách nhiệm cao với công việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cũng yêu cầu tập thể Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh ra soát quy chế làm việc có sự sửa đổi bổ sung để tổ chức triển khai các nhiệm vụ một cách tốt nhất, vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vừa thuận lợi cho bộ máy chính quyền hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định chỉ định bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Tân Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết bản thân sẽ nỗ lực cố gắng hết mình với công việc được giao, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của Đảng và các quy chế làm việc, cùng tập thể Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ.